Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Những ngày thơ ấu. Đây là thiên hồi ký của Nguyên Hồng với tất thảy sự phức tạp và bi kịch ở cái tuổi đáng ra phải được nâng niu trong tổ ấm gia đình. Đồng thời tác giả thổi làn gió phiêu lưu và chút tình lãng mạn khiến cuốn tự truyện bớt đi đôi phần ảm đạm cũng như tăng thêm vài phần tươi mới. Tính tặng mẹ tôi là lời đề từ mà nhà văn Nguyên Hồng trân trọng đặt ngay đầu tác phẩm, biểu thị một sự thật hiển nhiên rằng những ngày thơ ấu mang tình yêu cùng niềm kính trọng của một người con hướng về mẹ mình. Hồng và em Quế là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Thầy tôi làm cai ngục, mẹ tôi con nhà buôn bán. Họ lấy nhau không phải vì quen biết nhau rồi yêu thương nhau, chỉ vì một bên hiếm hoi muộn cháu và giàu có, một bên sợ nguy hiểm giữ con gái đẹp đến thì ở trong nhà. Đến lúc về chung một nhà, tính tình khác nhau lại không cố gắng hiểu nhau, gần như là khinh miệt nhau. Sau khi người cha nghiện ngập chết vì ho lao, người mẹ sớm đi bước nữa, để lại hai đứa trẻ bơ vơ, bị hắt hủi, sống tủi nhục trong sự ghẻ lạnh và cay nghiệt của họ hàng nhà nội. Hồng lang thang mưu sinh nhờ biệt tài đánh đáo, tự nuôi bản thân bằng đồng tiền kiếm được. Trên các vỉa hè đường phố, Hồng thường xuyên chung đụng với đủ mọi hạng người, mà phần nhiều là tụi trẻ lêu lổng mất dạy, rồi bị nhiễm cái chất du đãng ấy và nhỡ mồm nên gặp họa ở trường học. Những cuộc phiêu lưu hè phố và chút lãng mạn liên quan đến gương mặt xinh tươi của cô bé Thu đã đôi chút làm dịu bớt quãng đời côi cút, tủi nhục của Hồng. Nhưng chỉ có mẹ, chỉ được gặp mẹ mới khiến Hồng sống như một đứa trẻ, muốn hòa khóc để được ôm hôn, cưng nựng. Mẹ là điểm tựa. Mẹ là suối nguồn yêu thương trong suốt những tháng năm thơ dại của cậu bé Hồng. Dẫu rằng có quãng thời gian xa cách, có những lời đàm tiếu không ngừng xung quanh, nhưng Hồng vẫn luôn thấu hiểu và yêu mẹ nhiều hơn. Từ thời lên 7, lên 8, ở cái tuổi hay tò mò và ghi nhớ rất lâu, Hồng đã nhận ra sự lạnh nhạt trong tình cảm của cha mẹ. Hai con người đã lấy nhau vì lấy thói cũ và gắng gượng ăn nằm với nhau để lấy con nối dõi cho dòng họ. Nguyên Hồng đã nhiều lần lên tiếng thay cho người mẹ xinh đẹp nhưng bất hạnh của mình, lên tiếng chống lại những tối tăm oan trái từ lễ giáo phong kiến đã đè nén lên thân phận của phụ nữ trong xã hội cũ. Chứng kiến cuộc đời mẹ, lúc còn trẻ sống nhẫn nhục bên người chồng chẳng có tình cảm, sống thầm lặng như cái bóng ngắn của bức tường dày, đến khi chồng chết phải tha phương cầu thực, chịu mọi sự khinh bỉ. Phong tục và lễ nghi cổ hủ của nước Việt Nam đã bắt một người mẹ coi sự sinh nở khi chưa đoạn tang chồng cũ ghê tởm hơn là những sự gian ác xấu xa hơn hết. Và các thành kiến nô lệ gông cùm từ ngàn xưa truyền lại đã nâng một đứa con trai chưa đầy 14 tuổi lên một địa vị cao trọng để mẹ nó phải khuất phục, tin ngưỡng và cầu khẩn. Đề tài chống lễ giáo phong kiến đã được nhiều nhà văn đưa vào trang sách, nhưng đa phần là viết về tình yêu đôi lứa. Thiên hồi ký của Nguyên Hồng giải bày một tâm hồn trong sáng nhất, làm bật lên tình mẫu tử cao đẹp nhất và đồng thời phơi bày sự cay nghiệt của lề thói trong xã hội cũ đã dồn người phụ nữ vào bước đường cùng. Tôi chỉ thấy trong những kỷ niệm cũ đau đớn ấy, sự rung động cực điểm của một linh hồn trẻ dại, lạc loài trong những lề lối khắc nghiệt của một gia đình sắp tàn. Thạch Lam. Lời nhận xét có vẻ mang một chút gì đó gọi là ưu ái với người bạn văn của mình. Thạch Lam quen biết và yêu mến Nguyên Hồng từ sau khi Những ngày thơ ấu được giới thiệu trên báo Ngày Nay. Về sau, thỉnh thoảng Nguyên Hồng cũng dành lời đề từ trong tác phẩm mới của mình để viết tặng Thạch Lam. Chênh nhau 8 tuổi, Thạch Lam là một trong những cây bút chủ đạo của Tự Lực Văn Đoàn, trong khi Nguyên Hồng đi theo xu hướng hiện thực và sau này trở thành một nhà văn hiện thực phê phán tiêu biểu. Nhưng hai tâm hồn văn chương ấy đã giao nhau khi đi tìm vẻ đẹp từ những điều bình dị, rồi gặp nhau ở cảm hứng nhân đạo chủ nghĩa, với lối viết đi sâu vào cảm giác và phân tích tâm lý tinh tế. Văn phong của Nguyên Hồng không những tinh tế mà còn có sức lan tỏa sự dung cảm và làm thức dậy giác quan của người đọc. Đó là cảm giác của một cậu bé sau bao tháng ngày tủi hổ, cô đơn, đằng đẵng xa cách lại được lăn vào lòng mẹ. Phải bế lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một thứ hơi êm dịu vô cùng. Độc giả dường như cũng được thể nghiệm thứ cảm giác ấy, thứ cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt. Nguyên Hồng của tuổi 20 làm sống dậy những ngày thơ ấu của chính bản thân, không chỉ đơn thuần là kể lại những kỷ niệm và sự kiện đã qua, mà bằng cách lắng nghe những âm vang sâu lắng của tâm hồn đồng thời ghi nhận những xúc cảm tinh tế từ bên trong, thì mới viết ra được một thiên hồi ký dễ dàng chạm vào điểm yếu mềm nhất trong tâm khảm người đọc đến thế. Đó chính là màu sắc trữ tình lãng mạn trong trang văn hiện thực đậm chất Nguyên Hồng. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn nhiều điều trong cuộc sống.